chương trình là Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Đúng rồi, đúng rồi. Thì mấy bạn này là mấy bạn nhảy ngoài đường nên được tham gia chương trình hay sao? Đúng rồi, là đường phố giữa trưa ấy. Là đường phố giữa trưa. Ôi, so fire. Chào đi. Chào được mà. Chào mọi người. Đàn ông úp mở, đàn bà úp xuống. Phun 6 thật rồi. Oops. 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 Crew. Wow. Wow. Cái giọng cover K-pop á. Ờ đúng rồi, giọng cover K-pop này nổi trên YouTube ấy. Biết về nhóm này hay không thì chắc là Tú biết rõ nhất. Mình là cựu thành viên của Oops. Khởi đầu của nguồn nhảy thay. Chứ sao, không ở đây thì lấy đâu ra Thanh Tú Dương ngày một thời tuổi trẻ. Ai cũng phải uống nước nhớ nguồn. Cái này là không xứng đáng làm đối thủ hả? Ờ. Chương trình là Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Đúng rồi, đúng rồi. Thì mấy bạn này là mấy bạn nhảy ngoài đường nên được tham gia chương trình hay sao? Đúng rồi, là đường phố giữa trưa ấy. Là đường phố giữa trưa. Ồ, bạn này là nhóm trưởng. Không có kinh nghiệm biên đạo. Không có kinh nghiệm ba đồ luôn. Thì showcase. Không có kinh nghiệm backup dancer luôn. Thì sao? Không biết ưu điểm là gì, thật sự. Nhưng sao không có kinh nghiệm backup dancer? Cái đấy không đánh giá được điều gì cả đâu. Backup dancer nhiều thì sao? Nhiều tiền. Có vẻ như là Đỗ Linh chưa đủ để dẫn dắt Ufco. Chúc mừng chị. Hãy xem đi ta. Thường là nhóm nào bị chê nhiều nhất sẽ được làm kẻ tốt. Mình cảm thấy là họ đang quá phiến diện khi nhìn về Oops Crew. Không có tìm hiểu gì về các nhóm đối thủ của mình và quá là gọi là đánh giá thấp đối thủ ấy. Thì cái đấy có thể khiến cho họ sẽ phải nhận lại một kết quả khá đau đớn đấy.